Các bạn thân mến, rất vui khi ngày hôm nay được quay trở lại cùng với các bạn ở trong phần phát trực tiếp này. Và chị rất là hy vọng các bạn đã có thể lên xem phần livestream này rồi, để chúng ta sẽ có một cái buổi tối thật là thú vị, phát trực tiếp cùng với nhau, và chúng ta sẽ học được thật là nhiều kiến thức ở trong buổi tối ngày hôm nay nhá. Được không nào? Các bạn ơi, nhanh chóng lên trên và xem phần livestream này cùng với chị. Như đã gửi thì ngày hôm nay lúc 22 giờ chúng ta sẽ phát cùng với nhau. Thế nhưng mà vì là vừa dạy lớp on xong mệt quá nên là chị cần phải có thời gian để hồi sức lại. Và bây giờ chị đã quay trở lại cùng với các bạn rồi đây. Chị rất là hy vọng là các bạn đã có thể lên xem phần livestream này cùng với chị ở trong buổi tối ngày hôm nay rồi, để chúng ta có thể bắt đầu buổi tối ngày hôm nay và chia sẻ với nhau thật là nhiều những điều thú vị. Được không ạ? Em đã lên chưa? Các bạn đã lên chưa nhở? Giờ chị đã là vợ người ta. Ơ mấy cái đứa này buồn cười nhở. Thì chị cũng phải đến lúc gọi là đến tuổi thì chị cũng phải đi lấy chồng chứ. Nhưng mà vấn đề là đi lấy chồng chị vẫn sẽ ở bên cạnh các em, và bao giờ thì chị cũng sẽ luôn luôn ở đây để có thể đồng hành cùng với các bạn mà. Được không nào? Chị luôn luôn ở đây để đồng hành cùng với các em. Thế nên là không cần phải lo lắng gì hết. Chị vẫn là chị của các bạn, và chị vẫn ở đây để đồng hành cùng với các em trong cái gì ạ? Gọi là một cái hành trình rất là gian khổ này, chị chắc chắn là sẽ luôn luôn ở đây. Nên là các bạn đừng lo lắng điều gì cả, được không ạ? Ok, xin chào Đức Thuần, xin chào em. Các bạn ơi, lên chưa nhở? Các bạn lên chưa nhở? Oh, mấy cái đứa này chị không biết là các em đang lo lắng điều gì nữa. Giống như là kiểu là hôm nay ấy, thấy bao nhiêu bạn comment ấy, cứ bảo chị là chị thấy là gì, thế là chị đã lấy chồng rồi ông giáo ạ, hay là cái gì, thế là chị lấy chồng thật rồi, chị lấy chồng thật thả chị các thứ. Có gì mà đau lòng, phải chung vui với niềm vui của chị chứ, đúng không? Bởi vì vấn đề là chị vẫn sẽ ở đây, được không nào? Vấn đề là chị vẫn sẽ ở đây cùng với các bạn, và chị sẽ cùng với các em chinh phục những cái điều mà các bạn mong muốn ở trong cuộc sống của mình. Không có lý do gì mà chị lại dừng chân. Tức là kể cả chị có lấy chồng thì chị vẫn luôn luôn là chị của các em, và chị vẫn là người đồng hành cùng với các bạn ở trong chặng đường này. Quan trọng nhất là như vậy, hãy luôn nhớ điều đó các bạn nhá. Ôi giời đất ạ, đứa nào cũng giờ chị đã là vợ người ta các thứ như này. Có ai đăng ký về ăn cưới chị không? Các bạn có ai đăng ký với em cưới chị không nào? Để chị còn biết đường nào, chị còn biết đường lo liệu nào. Có đứa nào đã đăng ký về ăn cưới chị không? Rồi chồng chị bắt chị ở với anh ta. Ôi trời ơi, các em của tôi. Trời đất ạ. Chị vẫn là chị của các em mà, có gì thay đổi đâu. À, em vẫn đang chờ chị đây à. Có ai đăng ký về ăn cưới chị không nhở? Tin chị Hiên có đăng ký về ăn cưới chị không nhở? Được nhá, được rồi. Hôm nào đầu tháng 11 là sẽ chị sẽ cưới. Thế nên chị sẽ tổ chức một cái sự kiện để mời các bạn học sinh về ăn cưới chị. Được không nào? Vào thứ bảy chủ nhật nhá Huy Dũng. Vào thứ bảy chủ nhật nhá, mọi người thu xếp. Sau đó thì nếu như mà ai có thể đi được thì chị sẽ gửi thiệp mời. Chị sẽ gửi thiệp mời cho các em để có thể đến tham dự đám cưới cùng với chị, chung vui cùng với chị. Bởi vì chị cũng nghĩ rằng là đối với bản thân của chị thì đây là một cái dịp rất 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 là đặc biệt. Được không nào? Nên là nếu như mà có mặt các em, tức là sự có mặt của các em sẽ là một cái niềm hạnh phúc đối với chị rất là nhiều. Thôi được rồi, chị đã là vợ của người ta các kiểu. Khổ thân thực sự luôn đấy. Các bạn ơi, bây giờ thì vừa từ thầy Chí bay sang đây à? À, các bạn yêu quý của chị, quay trở lại cùng với chị nha. Được, ok. Chị giảm đi chị ơi. Rồi, tại các em cứ làm chị kiểu bị phân tâm ấy. Như đã nói thì ngày hôm nay chị sẽ tiếp tục chữa bài cùng với các bạn, đúng không? Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng với nhau tiếp tục làm một cái đề nhá, được không ạ? Hôm nay rất là mỏi vì chị rất là nhiều việc. Rồi các bạn ơi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái đề nhá. Đợi chị lấy cái bút. Các em đã sẵn sàng chưa? Các bạn đã sẵn sàng chưa?
chỉ cần các em sẵn lòng thôi, chị thì lúc nào cũng sẵn sàng đón chào các em đến đám cưới của chị. Và chị tin chắc rằng đây cũng sẽ là một cái cơ hội rất là hiếm hoi để chúng mình có thể gặp gỡ, có thể giao lưu với nhau, đúng không? Nhá, nhớ chị Hiên quá. Ôi cảm ơn các bạn nhá. Lo lấy chồng đi dạy dỗ gì giờ này nữa. Thế thôi nhá, chị xin phép các bạn là chị xin dừng phần phát trực tiếp ở đây để chị tiếp tục lo lấy chồng đây. Còn lại các bạn cứ cố gắng tự học đi nhá. Thôi bây giờ chị sẽ kết thúc phần phát trực tiếp. Mấy cái đứa này thế mới bất chấp chứ lại phải bảo là chị về nhiệt tình lên chứ, lại bảo là chị lo lấy chồng đi dạy dỗ gì giờ này nữa. Ôi giời đất ơi, các bạn ơi, thật là gọi là hoành tá tràng. Nào, chúng ta sẽ cùng quay trở lại nhá. Chị ơi, gì đây? Cưới đi chị ơi, học hành giờ này thế mới chất lượng chứ lại. Thế mới chất lượng. Rồi, dạy chúng em đi chứ, đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục làm một câu nữa nha. Như hôm qua thì chị đã hướng dẫn cho các bạn làm một cái câu đọc hiểu và một câu nghị luận xã hội rồi, phải không ạ? Chị cũng tin là ngày hôm qua khi mà chị chia sẻ với các bạn thì các bạn đã làm được cái dạng đề đấy và các em đã có những cái cách làm rồi, đúng không? Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau làm một cái đề bài tiếp theo nhá. Chúng ta sẽ cùng với nhau làm một cái bài tiếp theo, làm một cái đề tiếp theo. Ngày hôm nay chúng ta sẽ làm một cái đề nghị luận văn học, được không ạ? Thì các bạn sẽ chú ý ngay lập tức bây giờ, chúng ta sẽ chuẩn bị sách vở, bút thước các kiểu đi. Ok chưa? Nhá. Đợi chị một chút xíu để chị share cái video clip này vào đã. Tại vì chị hay ẩn ấy thì chị phải lưu nó lại ấy. Được không nào? Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ những cái kiến thức nhá. À, vừa rồi thì chị có nhìn thấy có một bạn báo lại cho chị là bạn ấy nhận được sách từ phía team học văn chị Hiên nhưng mà sách rất là nát và nhầu. Thì chắc là trong cái quá trình vận chuyển ấy, nó bị nát và nhầu như vậy thì không có vấn đề gì cả. Các em cứ chụp lại cái quyển sách nát và nhầu như vậy, các em chụp lại cho chị, chị sẽ đổi lại cho các bạn, không có vấn đề gì nhá. Chị sẽ đổi lại cho các em nên là không cần phải lo lắng điều gì cả. Được không nào? Chị sẽ đổ lại sách cho các bạn nếu như mà sách trong quá trình vận chuyển nó bị rách hay bị làm sao đấy. Được không? Yên tâm đi. Đã học cùng với chị Hiên thì luôn luôn được bảo đảm những quyền lợi tốt nhất. Chị sẽ cố gắng hết sức trong cái khả năng của mình có thể đảm bảo quyền lợi tốt nhất cho các bạn. Nên là chị cũng mong là các bạn sẽ tiếp tục ủng hộ chị. Mặc dù là nhiều khi thì tất nhiên là các em cũng phải thông cảm cho chị về vì một số những cái lý do khác nhau chị không thể nào mà chị tránh được. Ví như là trong cái quá trình vận chuyển ấy thì chị cũng không thể nào tránh được. Có những cái mà tức là có những cái mà nó không được ok ấy, thì các em cũng phải thông cảm cho chị cái đấy. Còn nếu như trong trường hợp mà nó quá tệ, tức là trong cái trường hợp mà sách nó bị rách hẳn hoặc như thế nào đấy thì yên tâm, chị sẽ sửa cho các bạn, được không ạ? Chị sẽ sửa cho các bạn, chị sẽ hoàn, tức là chị sẽ thay đổi, chị sẽ gửi lại sách cho các bạn, không có vấn đề gì hết, yên tâm về điều đấy. Còn lại về những cái mã QR mà các em quét không có được thì các em sẽ phản hồi lại cho fanpage, được không nào? Các em sẽ phản hồi lại cho fanpage giúp chị, để các bạn bên kỹ thuật các bạn ấy sẽ check lại cái mã QR đấy cho các em để xem là cái vấn đề tại sao mà lại không quét được, được không nào? Chị luôn luôn cố gắng là sẽ hỗ trợ cho các bạn tốt nhất, được không nào? Nhá. Còn lại ấy, ở trong cái bộ sổ tay văn học ấy thì cái mã QR đấy mình không có quét được nữa đâu, mà các em phải quét bằng card audio, được không nào? Đối với những cái bạn mà chưa có card audio thì chị đã gửi cái bản mềm lên trên cái group học sinh sách văn chị Hiên rồi, thì các em có thể chịu khó là lên đấy quét cái mã đấy là ok, được không ạ? Nhá. Thì các em sẽ sử dụng mã QR đấy chứ không sử dụng được lại ở trong sách đâu, bởi vì cái website đấy nó bị sập rồi ấy.
cái đợt là chỉnh sửa lại cái website đấy xong rồi nó có vấn đề gì, bây giờ nó bị sập luôn là chị phải xây dựng website mới luôn á, thì chị đã khắc phục cho các bạn bằng cách là chị đã up cái thông tin đấy lên trên group học sinh sách Văn Trị Hiên rồi, được không ạ? Thì các bạn sẽ lưu ý điều này giúp cho chị nhá, được không? Các bạn sẽ lưu ý điều này giúp cho chị, ok nhá. Nào các bạn ơi, bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại để chúng ta sẽ cùng nhau chữa một cái đề. Và như chị đã nói thì cái đề ngày hôm nay chúng ta sẽ chữa là một cái đề liên quan tới nghị luận văn học, được không nào? Theo các bạn thì trong cái câu nghị luận văn học ấy, đối với bản thân các em thì câu nào là khó nhất? Theo các em, câu nào là khó nhất? Các bạn, theo các em thì câu nào là khó nhất trong cái dạng, những cái dạng đề nghị luận văn học mà chúng ta có, thì theo các bạn dạng đề nào là khó nhất? Dạng đề nào là khó nhất ạ? Theo các bạn, chúng ta có một số những cái dạng đề mà chúng ta cần lưu tâm, thì ngay bây giờ chị sẽ quay xuống sách để chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu nhá. Và chị sẽ chọn ra một cái đề để chúng ta có thể làm cùng với nhau ở trong buổi tối ngày hôm nay, được không nào? À, so sánh hai chi tiết ở trong một tác phẩm mà. À, còn gì nữa? Câu cuối ạ là cái gì? Mấy cái đứa này nhá, hôm nay toàn vào hỏi chị linh tinh thôi nhá. Toàn vào gì? Ờ, thôi lôi cưới đi chứ hà dạy dỗ gì nữa hả chị? Thế mới chất chứ đấy. Các em chất chơi thực sự luôn á. Rồi, bây giờ chị sẽ hướng dẫn các bạn làm một cái dạng đề, được không ạ? À, chúng ta sẽ cùng nhau làm một cái dạng đề. Đợi chị một chút xíu, chị lấy một cái quyển vở. Bây giờ đã làm sao mà đoán đề được hả các em? Bình tĩnh. Nào, bây giờ chị sẽ quay xuống đây để chúng ta sẽ cùng nhìn thấy nhá. Các bạn thân mến, đây các em đã nhìn được chưa? Rồi, ok nhá. Được chưa ạ? Rồi chúng ta thấy này, hiện tại thì chúng ta có một số những cái dạng đề như sau. Hãy nhớ là đây là đối với câu nghị luận văn học nhé. Và câu nghị luận văn học của chúng mình thì hiện tại chiếm tới 50% số điểm của bài thi. Phải không ạ? Câu nghị luận văn học của chúng mình hiện tại chiếm tới 50% số điểm của bài thi. Chúng ta sẽ có những cái dạng đề sau mà các bạn sẽ lưu tâm một chút giúp cho chị. Thứ nhất đó chính là dạng đề phân tích này. Thứ hai khó hơn một chút xíu, đó là chứng minh nhận định. Chứng minh nhận định. Tiếp tục chúng ta có một cái nữa, đó chính là gì ạ? So sánh. Chúng ta có một cái nữa là liên hệ. Và đối với những cái bạn mà thi học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp thành phố hay cấp quốc gia đấy, thì các bạn ấy sẽ có một cái dạng đề khó hơn nữa là cái dạng đề mà người ta cho một cái nhận định, nhưng mà sẽ phải tự lựa chọn một cái tác phẩm để làm gì ạ? À, tự lựa chọn một cái tác phẩm, đúng không ạ? Tự lựa chọn một cái tác phẩm để chứng minh. Ok chưa? Thì đấy là một cái dạng đề mà thôi chúng ta sẽ không cần phải quan tâm quá nhiều. Nhưng mà ở đây các bạn sẽ quan tâm giúp cho chị. Thứ nhất, phân tích, chứng minh nhận định, so sánh và liên hệ. Ok chưa nào? Thì đây là bốn cái dạng đề mà chúng ta cần phải quan tâm trong câu nghị luận văn học, câu chiếm tới 50% số điểm của chúng mình. Được chưa nào? Nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu với chị nhá. Chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu dạng đề này. Ok chưa? Và chúng mình sẽ cùng nhau tìm hiểu một cái đề như sau. Đề bài. Được không ạ? Phân tích hay là người ta có thể cho dưới dạng là cảm nghĩ của anh chị. Cảm nghĩ của anh chị về đoạn thơ sau.
Được không nào? Ví dụ là như vậy, chúng ta có đoạn thơ dữ dội và dịu êm. Ồn ào và lặng lẽ. Sông không hiểu nổi mình. Sóng tìm ra tận bể. Ok chưa nào? Nhá, ví dụ là như vậy. Thì ở đây chúng ta sẽ có bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Được chưa ạ? Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái dạng đề mà chúng mình đang đề cập ở đây chính là dạng đề này. Dạng đề đầu tiên, dạng đề phân tích, cũng là một cái dạng đề cốt lõi nhất để dẫn tới những cái dạng đề khác. Được không ạ? Là bất cứ một cái dạng đề gì thì bao giờ chúng ta cũng sẽ phải bắt đầu từ phân tích trước. Thế nên là các bạn sẽ lưu ý giúp chị về cái dạng đề này nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng với nhau giải quyết một cái đề mà các bạn nghĩ rằng là đây là cái đề đơn giản quá, em không cần làm. Nhưng mà chị cũng nghĩ rằng là chưa chắc là các bạn đã hiểu được hết về bản chất của nó đâu, mà các bạn đã nói với chị rằng là ôi dễ quá em không cần làm. Được không ạ? Nhá, bây giờ các bạn sẽ nhìn đây giúp chị. Chúng ta sẽ cùng bắt đầu làm cái đề bài này. Hãy nhớ đây chính là đề bài mà chúng ta sẽ cùng làm với nhau ở trong buổi tối ngày hôm nay. Nhá, bắt đầu. Được chưa nào? Rồi, chúng ta sẽ cùng làm mở bài. Trước tiên, xác định vấn đề mà chúng ta cần làm, đó chính là chúng ta phân tích khổ thơ đầu tiên trong bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Vậy thì bao giờ tôi cũng sẽ định hình trong đầu rằng tôi sẽ phải chuẩn bị cho mình kiến thức về bài thơ Sóng và nhà thơ Xuân Quỳnh, cụ thể là khổ thơ thứ nhất trong bài thơ này. Được không ạ? Và trong phần mở bài tôi sẽ phải đáp ứng hai thứ, đó chính là tôi sẽ phải dẫn dắt và đặt vấn đề. Thì vấn đề của tôi chính là đây, phân tích khổ thơ thứ nhất trong bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Còn phần dẫn dắt của tôi có thể lấy từ rất nhiều những cái khía cạnh khác nhau để tôi đi. Tôi có thể bắt đầu đi từ đề tài. Tôi có thể bắt đầu đi từ tác giả. Và nếu như đi từ tác giả, tôi sẽ chịu lựa chọn, tôi sẽ đi từ phong cách nghệ thuật. Được không ạ? Ví dụ là như vậy, hoặc tôi đi từ đề tài. Thì lấy một cách đơn giản nhé, chúng ta có thể thấy rằng là gì ạ? Lấy một ví dụ này. Trong nền văn học Việt Nam hiện đại, nhà thơ Xuân Quỳnh được biết tới là một người nghệ sĩ, một nữ nghệ sĩ sinh ra với sứ mệnh để yêu và làm thơ. Mang trong mình một phong cách, một hồn thơ vô cùng giản dị, gần gũi, tựa như hơi thở, và luôn luôn viết về đề tài tình yêu bằng tất cả những tình cảm chứa chan ở trong trái tim của mình. Xuân Quỳnh đã để lại cho nền văn học Việt Nam hiện đại rất nhiều những bài thơ tình hay, và một trong số đó không thể không kể tới là thi phẩm Sóng. Thi phẩm thể hiện điều gì đấy? Để lại ấn tượng nhiều nhất với độc giả có lẽ chính là đoạn thơ đầu, khi tác giả nói về những đối lập của con sóng, đó cũng chính là những trạng thái đối cực trong tình yêu. Vì như vậy, hiểu không ạ? Hoặc là tôi có thể bắt đầu từ một nhận định. Thì các bạn hoàn toàn có thể lấy một cái nhận định của nhà thơ Xuân Diệu chẳng hạn. Ông hoàng thơ tình Việt Nam Xuân Diệu từng viết trong tác phẩm của mình: làm sao sống được mà không yêu, không nhớ, không thương một kẻ nào. Không biết từ bao giờ đề tài tình yêu đã trở thành một trong những cội nguồn sáng tác, chắp cánh cho những ngòi bút của người nghệ sĩ thăng hoa. Ông hoàng thơ tình Việt Nam Xuân Diệu đã từng để lại những áng thơ tình vô cùng ngọt ngào, rạo rực, tình yêu nồng cháy. Thì trong nền văn học Việt Nam cũng có một nữ nghệ sĩ viết về tình yêu bằng một trái tim giản dị, tự nhiên, gần gũi, đời thường, đó chính là Xuân Quỳnh. Sau đó thì dẫn ra bài thơ và dẫn vào tác giả, và dẫn vào cái đoạn thơ mà chúng ta cần phải viết. Vậy thì cái lộ trình mà chúng ta đi, chúng ta sẽ đi từ đó là chất dẫn. Chất dẫn ở đây có thể phụ thuộc vào tác giả, có thể đi từ đề tài, có thể đi từ nhận định. Được không ạ? Nhá. Sau đó thì chúng ta sẽ cộng với gì ạ? À, chúng ta sẽ đi đến nói về tác giả. Từ tác giả ta dẫn vào tác phẩm, và từ tác phẩm ta dẫn vào vấn đề. Cụ thể ở đây chính là đoạn thơ thứ nhất trong bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh. Ok chưa? Nhá, hãy nhớ giúp chị điều này nhá. Đây là phần mở bài, chúng ta sẽ chuyển sang phần thân bài. Đối với bài phân tích hay là bất cứ dạng đề nào thì luận điểm đầu tiên mà chúng ta phải làm, đó chính là tác giả tác phẩm.
nhớ giúp chị nhé. Được không ạ? À? Luận điểm đầu tiên mà chúng ta làm đó chính là dẫn vào tác giả tác phẩm. Ok chưa? Vậy thì chúng ta có thể bắt đầu gì ạ? Chúng ta có thể bắt đầu viết là gì? À, Xuân Quỳnh được biết tới. Trong nền văn học Việt Nam là một người nghệ sĩ như thế nào đấy? Được không ạ? À? Khi nói về Xuân Quỳnh xong, chúng ta sẽ dẫn vào đề tài. Đề tài mà người nghệ sĩ này thường viết đó chính là đề tài viết thơ viết cho thiếu nhi và thơ viết về đề tài tình yêu. Và từ đề tài này, chúng ta có thể dẫn vào thi phẩm Sóng. Và Sóng là một bài thơ tiêu biểu như vậy, được không ạ? Bài thơ Sóng được viết vào một ngày cuối năm 1967 trong một chuyến đi thực tế ở vùng biển Diêm Điền của tỉnh Thái Bình. Đứng trước biển, đứng trước đại dương bao la, trước muôn ngàn con sóng vỗ bạc đầu, người nghệ sĩ này đã không ngăn nổi lòng mình để rồi chắp cánh, dựa vào những cảm xúc của mình viết lên những vần thơ thật hay để lại cho đời. Bài thơ này được viết vào đợt khi Xuân Quỳnh đang ở độ tuổi 25, đã trải qua những cái đổ vỡ đầu tiên trong tình yêu của mình. Có lẽ đó cũng chính bởi lý do này mà những vần thơ trong bài thơ Sóng trở nên lắng đọng dịu êm hơn. Ví dụ như vậy, hiểu không ạ? Hiểu ý chị không? Thì có nghĩa là cái luận điểm đầu tiên bao giờ các bạn cũng phải làm cho một bài phân tích là các bạn phải nêu ra được những cái ý chính về tác giả và tác phẩm. Được không? Nhá. Nhớ giúp chị điều này, đây là một điều rất là quan trọng. Sau đó chúng ta sẽ viết luận điểm 2. Chúng ta sẽ bắt đầu phân tích. Thì đây, bây giờ chị sẽ, đây sẽ là phần quan trọng nhất và phần hay nhất. Dữ dội và dịu êm. Nhanh chóng chia sẻ video clip cho chị nha. Ồn ào và lặng lẽ. Sông không hiểu nổi mình. Sóng tìm ra tận bể. Được không nào? Dữ dội và dịu êm, ồn ào và lặng lẽ, sông không hiểu nổi mình, sóng tìm ra tận bể. Đối với thể loại thơ ấy, thì bao giờ các bạn cũng phải chấp nhận một điều rằng là thơ nó là một cái thể loại mang cái tính cô đọng và hàm xúc rất là cao. Bởi vì biết bao nhiêu những cái tình cảm, biết bao nhiêu cái ý nghĩa người ta truyền tải chỉ qua một vài từ ngữ thôi. Thế nên là người ta phải chọn lọc rất là kỹ, và những cái hình ảnh thường bao giờ cũng chỉ mang 3 phần nghĩa nổi, còn lại là 7 phần nghĩa chìm mà chúng ta sẽ phải đi tìm hiểu và khai phá. Được không nào? Đừng có nhìn thấy thơ nó ngắn ngủn như thế, không có gì để viết, mà gọi là gì ạ? Từ bỏ cái cơ hội của mình để giành được số điểm cao. Mà chị nghĩ rằng nếu như các bạn đã học được cái công thức, và nếu như các bạn đã có một cái chiến thuật để làm thơ rồi, thì cái bài viết của các bạn sẽ cực kỳ hay và cực kỳ dễ dàng. Được không ạ? Tùy vào cái chủ đề, cái đề tài của bài thơ đó mà chúng ta sẽ lựa chọn những cái cách viết, những cái nhịp điệu cho bài viết của mình như thế nào. Ví dụ ở đây, bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh chẳng hạn. Đây là một cái bài thơ viết về tình yêu rất là nhẹ nhàng, gần gũi, giản dị và da diết yêu đương như vậy. Thế nên chị cũng lựa chọn một cái tiết tấu nó rất là nhẹ nhàng và êm dịu. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau làm nhé. Phân tích thơ, điều quan trọng nhất để có thể khai phá ra được nội dung đó là chúng ta hãy nhìn bao quát trước. Nếu như nhìn bao quát ở trong khổ thơ này, và nếu như trong quá trình các em được học, các em cũng đã thấy rồi, thì khổ thơ này là khổ thơ mang tựa đề là đối lập. Phải không ạ? Đây là khổ thơ mang tựa đề đối lập. Đối lập gì ạ? Đối lập trong những cái trạng thái của con sóng và đối lập trong những cái trạng thái của trái tim tình yêu của người con gái trong tình yêu. Đúng không? Thì ở đây nhá, đây là cái đầu tiên mà các bạn sẽ phải nói. Bởi vì nếu như các bạn quyết định viết cái bài viết của mình, cái đoạn phân tích này của mình theo tổng phân hợp, thì bao giờ các bạn cũng sẽ phải có cái luận điểm ở đầu và luận điểm kết thúc. Đúng không? Khái quát lại. Đúng chưa? Thế nên là việc tìm ra được cái bao quát của khổ thơ này cũng rất là quan trọng. Được không ạ? Sau khi đã tìm ra được bao quát rồi, chúng ta sẽ chia thành bố cục để phân tích cho dễ. Chúng ta có thể phân tích từng câu một, hai câu một, hoặc thậm chí là bốn câu một nếu như mà chúng ta có một cái đoạn thơ dài. Đấy chưa ạ? Thì nhớ điều đấy giúp cho chị. Thì ở đây, với cái đoạn thơ này, chị sẽ chia ra thành, chúng ta sẽ phân tích hai câu thơ một. Đây, hai câu thơ này trước. Và sau khi đã xác định được bố cục phân chia đoạn thơ này rồi, phân tích rồi, thì chúng ta sẽ bắt đầu gạch chân những cái keyword, những cái từ khóa để làm sáng tỏ đoạn thơ này. Thì ví dụ với hai câu thơ đầu tiên, chúng ta có cụm từ dữ dội và dịu êm, chúng ta có ồn ào và lặng lẽ, và từ và này cũng sẽ là một cái từ để chúng ta phân tích. Được chưa ạ? Vậy thì dữ dội và dịu êm là gì?
Được chưa nào? Dữ dội và dịu êm là gì? Chúng ta có những cái cụm từ đối lập ở đây. Và những cụm từ đối lập đó nói về cái gì nhở? Nói về những cái trạng thái đối cực của con sóng. Nhưng mà nó cũng mang ý nghĩa, đã bảo rồi chỉ có 3 phần nghĩa nổi nhưng có tận 7 phần nghĩa chìm. Vậy thì 7 phần nghĩa chìm ở đây là gì? Được không ạ? Trước tiên đây là những cái tính từ đối lập với nhau để chỉ những cái trạng thái của con sóng, những cái trạng thái đối lập của con sóng, khi phong ba bão tố, khi dữ dội, đúng không ạ? Khi trời yên bể lặng. Và chúng ta thấy rằng là 7 phần nghĩa chìm ở đây, nghĩa đầu tiên đó chính là những cái trạng thái cảm xúc của tình yêu, trong tình yêu. Vui có, buồn có, hạnh phúc có, đau khổ có. Cũng chính là những cái trạng thái cảm xúc của người con gái khi yêu. Vui ngay đấy nhưng buồn ngay đấy, phải không ạ? Hạnh phúc ngay đấy nhưng cũng hờn giận ngay đấy. Được chưa nào? Và đó cũng chính là cái sự đối lập trong bản ngã của một người phụ nữ. Bởi vì suy cho cùng người ta nói rằng là dù có mạnh mẽ như thế nào thì suy cho cùng những người phụ nữ cũng chỉ là phái yếu. Họ vẫn mang một cái trái tim mỏng manh và luôn luôn khao khát yêu thương, không ạ? Nhá, đối lập với cái sự mạnh mẽ bề ngoài của họ. Được chưa nào? Thì đấy là ba cái ý chúng ta sẽ ghi ra. Vậy đối với những cái ý như này các bạn đã có rồi, thì sau đó thì các bạn có thể liên hệ, được không ạ? Sau khi phân tích xong đoạn này, các bạn sẽ liên hệ và mở rộng luôn. Thì ở đây ví dụ trong đoạn thơ này, các bạn có thể liên hệ đến những cái đoạn thơ viết về hình ảnh người con gái trong tình yêu chẳng hạn. Vì tình yêu muôn thuở có bao giờ đứng yên, hay là em bảo anh đi đi xanh không dừng lại, em bảo anh đừng đợi xanh vội về ngay. Ví dụ như vậy, được không ạ? Nhá, sau đó chúng ta sẽ phân tích tiếp hai câu tiếp theo. Thì chúng ta sẽ thấy rằng sông ở đây là chỉ những cái giới hạn chật hẹp, đúng không? Mình là ở đây chính là sóng, bể ở đây chính là biển, là đại dương bao la, đúng không nào? Vậy thì câu thơ này có nghĩa hàm ẩn là gì nhở? Câu thơ này có nghĩa là hàm ẩn là sông không hiểu được sóng nên sóng phải tìm ra tới tận đại dương. Nghĩa thực là như vậy, đúng không nào? Suy cho cùng chúng ta thấy rằng là mọi con sóng thì đều sẽ đổ ra biển lớn, đúng không nào? Mọi con sóng đều sẽ đổ ra biển lớn. Và ở đây chúng ta có được là gì ạ? À, con sóng không chịu cái giới hạn chật hẹp tầm thường, mà sóng phải quyết tâm vượt qua mọi khó khăn thử thách để tìm ra biển, dẫn đến với đại dương bao la. Được chưa nào? Và chúng ta thấy rằng là gì ạ? À, chúng ta thấy rằng là đây, trong cái phần nghĩa chìm chúng ta có ở đây, chính là muốn nói tới một cái thông điệp. Thông điệp ở đây là sự chủ động của người con gái trong tình yêu, đúng không nào? Sự chủ động của người con gái trong tình yêu, dám buông bỏ những cái hạnh phúc tầm thường của mình ở lại để hướng tới những giá trị lớn lao ở trong cuộc đời, hướng tới tình yêu đích thực ở trong cuộc đời của mình. Đó chính là thông điệp mà Xuân Quỳnh đã nêu ra. Và chúng ta nhìn thấy một cái thông điệp vô cùng là hiện đại. Tại sao người ta nói rằng vẻ đẹp của người con gái ở trong cái bài thơ Sóng của nhà thơ Xuân Quỳnh vừa mang nét truyền thống nhưng cũng vừa mang nét hiện đại? Hiện đại chính là ở đây ạ. Hiện đại chính là ở những năm tháng 1967, Xuân Quỳnh đã nói về những điều còn giá trị cho tới tận bây giờ. Đó là chúng ta là phái yếu nhưng chúng ta vẫn sẵn sàng có thể đấu tranh, sẵn sàng có thể vươn tới những cái hạnh phúc, những cái giá trị của mình, được không ạ? Nhá, sau khi phân tích xong thì chúng ta sẽ làm luận điểm thứ 3. Chúng mình sẽ làm gì ạ? Chúng ta sẽ khái quát. Thì chúng ta sẽ khái quát về hai phần: giá trị nội dung và giá trị nghệ thuật cho chị, được không ạ? Giá trị nội dung là như thế nào, giá trị nghệ thuật là như thế nào? Nói về những cái cảm xúc của người con gái trong tình yêu đấy. Và một cái thông điệp vô cùng là mới mẻ, được không ạ? Còn giá trị về nghệ thuật là gì? Cách sử dụng từ ngữ này, sử dụng từ ngữ đối lập này, đúng không nào? Sử dụng hình tượng sóng này, nhịp điệu thơ này, được không? Sử dụng hình ảnh đối lập này, hình tượng sóng này, nhịp điệu thơ này, cách ngắt nhịp đấy, phải không ạ? Thể thơ này, được chưa nào? Ok chưa? Sau đó biện pháp tu từ nhân hóa này thì mang lại cái giá trị như thế nào cho đoạn thơ này? Chúng ta khái quát như vậy, được chưa? Sau đó thì chúng ta sẽ kết bài thôi, được không ạ? Kết bài đấy thì chúng ta sẽ khẳng định lại vấn đề, khẳng định lại vấn đề. Đây các bạn sẽ làm cho chị hai ý. Thứ nhất là nội dung của đoạn thơ này. Và thứ hai là gì ạ? Là vai trò của Xuân Quỳnh trong nền văn học Việt Nam hiện đại, vị trí của Xuân Quỳnh trong nền văn học Việt Nam hiện đại, phong cách nghệ thuật của người nghệ sĩ này. Được chưa?
Sau đó thì chúng ta sẽ liên hệ mở rộng, chúng ta có thể sử dụng một đoạn thơ nào đó của nhà thơ Xuân Quỳnh hay của bất cứ nhà thơ nào để kết thúc cho bài viết này. Thì chị nghĩ đó sẽ là một cái cách kết thúc rất là hay. Và chị thường khuyên các bạn rằng là mở bài và kết bài đóng một cái vai trò quan trọng lắm. Và nếu như các em muốn gây ấn tượng cho người đọc, cho người chấm bài của các em, thì các em có thể tham khảo cách sử dụng cách mở bài và kết bài đầu cuối tương ứng giúp cho chị. Được không nào? Nhá, ok không? Các bạn ok không ạ? Các em có ok với phần mà chị vừa hướng dẫn cho các em không? Các em có hiểu cách làm không nhở? Các bạn có hiểu cách làm không nhở? Một cái bài nhỏ xíu thôi nhưng mà chị nghĩ rằng là nó cũng đem lại cho các bạn khá là nhiều những cái kiến thức, cũng đem lại cho các bạn khá là nhiều những cái cách để các bạn có thể triển khai bài viết của mình sau này. Với những cái bài phân tích như thế này thì thường những cái bài một tiết của các em sẽ rất là hay sử dụng ấy. Đúng không? Phải không ạ? Các bạn ơi, chị thì có rất là nhiều những cái mở bài hay về các tác phẩm, bởi vì một trong những đặc sản của học văn chị Hiên chính là những cái mở bài rất là độc đáo. Được không ạ? Một trong những đặc sản của học văn chị Hiên chính là những cái mở bài rất là độc đáo. Thế nên là chị cũng hy vọng là các em có thể tìm hiểu nhiều hơn những cái nguồn tài liệu mà chị cung cấp. Bởi vì ngày nào thì chị cũng cung cấp tài liệu cho các bạn với một cái mong mỏi là các bạn có thể học văn tốt hơn. Được không nào? Với một cái mong mỏi là các bạn có thể học văn tốt hơn và các bạn có thể yêu thích môn học này hơn. Bởi vì nếu như mà các bạn đã yêu thích một cái gì đấy rồi ấy, thì các bạn sẽ làm nó rất là nhiệt huyết và sẽ làm nó rất là tốt. Còn nếu như mà các bạn không yêu thích thì dẫu cho có ép các bạn cũng không thể nào được. Nên là chị cực kỳ là mong muốn là các em có thể bản thân các em sẽ yêu thích môn học này. Được không ạ? Vì chị cũng được, vì bất cứ một lý do gì cũng được. Nhưng mà chị rất là hy vọng là các em có thể yêu thích môn học này. Bởi vì nếu như mà yêu thích thì các em sẽ dành thời gian cho nó và các em sẽ học nó rất là nhiệt huyết. Mà đối với môn văn ấy, cảm xúc rất là quan trọng. Nếu như các bạn đã bơm đầy cảm xúc rồi, các bạn căng tràn cái năng lượng rồi, thì chị tin rằng là cái việc học của các em sẽ dễ dàng hơn rất 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 là nhiều. Được không ạ? Vừa rồi thì chị cũng đã khái quát cho các bạn một số những cái khá là thú vị về cái đề nghị luận văn học đơn giản. Phải không ạ? Dạng phân tích là dạng đơn giản nhất, nhưng mà cũng là cái dạng căn bản nhất của chúng mình. Đúng không? Cũng chính là dạng căn bản nhất đấy. Thế nên là chị mong là các bạn có thể tích lũy được một số những cái kinh nghiệm nho nhỏ. Được không ạ? Hiện tại thì chị vẫn chưa có lịch phát trực tiếp cố định đâu. Bởi vì là sắp tới thì chị có khá là nhiều cái công việc cá nhân cần phải lo ấy. Chắc là phải qua tháng 11 thì chị mới có lịch cố định cho các bạn được, lịch phát trực tiếp cố định cho các bạn được. Còn nếu như mà các bạn muốn học với chị thì các em có thể tham khảo cái lớp học online vào cuối tháng 10 này. Bởi vì là trong lớp học online này thì sẽ có rất là nhiều thứ để chúng mình chia sẻ với nhau. Được không ạ? Nhá, chị rất là hy vọng là các bạn có thể tham khảo thông tin. Được chưa? Và nếu như mà cảm thấy phù hợp thì chúng ta có thể lựa chọn chị Hiên trở thành người đồng hành cùng với các bạn ở trong chặng đường sắp tới. Ok không nào? Được không? Các bạn ơi, bây giờ thì cũng đã là 11 giờ rồi. Ngày hôm nay chỉ là một cái phần phát trực tiếp chớp nhoáng của chị dành cho các bạn thôi. Nên là trước khi chia tay các em thì chị sẽ đọc cho các bạn một bài thơ của nhà thơ Nguyễn Bính nhá. Được không? Các em có thích thơ Nguyễn Bính không ạ? Các bạn có thích thơ Nguyễn Bính không? Nếu như mà các bạn thích thì chị sẽ đọc tặng cho các bạn một bài thơ trước khi mà chúng ta chia tay với nhau ở trong buổi ngày hôm nay, để gặp lại nhau ở trong những cái buổi khác. Được không ạ? Còn nhiều thời gian để chúng mình ngồi lại với nhau mà. Nên là cứ mỗi ngày học một chút kiến thức thôi, cứ tích lũy dần, đến lúc các em sẽ có một cái khối lượng kiến thức vô cùng là đồ sộ đấy. Chị tin chắc là như vậy. Được không ạ? Các em có muốn nghe một bài thơ của nhà thơ Nguyễn Bính không? Rồi, chị sẽ đọc tặng cho các bạn nghe một bài thơ của nhà thơ Nguyễn Bính. Bài thơ này thì đợi chị một chút nhé. Bài thơ này thì có một cái tên gọi rất là quen thuộc và chị nghĩ là cũng có rất là nhiều bạn biết đến bài thơ này đấy. Bài thơ Chân Quê của nhà thơ Nguyễn Bính. Không biết là các bạn có biết không ạ?
Em có biết bài thơ Chân Quê của nhà thơ Nguyễn Bính không? Bài thơ như thế này, đợi chị nhé. Chân Quê, nhà thơ Nguyễn Bính. Hôm qua em đi tỉnh về, đời em ở mãi con đê đầu làng. Khăn nhung quần lính sồn sàng, em cài khuy bấm, em làm khổ tôi. Nào đâu cái yếm lùa sồi, cái dây lưng đũi nhuộm hồi sang xuân. Nào đâu cái áo tứ thân, cái khăn mỏ quả, cái quần nái đen. Nói ra sợ mất lòng em, van em hãy giữ nguyên quê mùa. Như hôm em đi lễ chùa, cứ ăn mặc thế cho vừa lòng anh. Hoa chanh nở giữa vườn chanh, thầy u mình với chúng mình chân quê. Hôm qua em đi tỉnh về, hương đồng gió nổi bay đi ít nhiều. Các em biết bài thơ này không ạ? Bài thơ này chính là bài thơ mà đã được phổ nhạc đấy, được không ạ? Chân Quê của nhà thơ Nguyễn Bính nói về hình ảnh của một cô gái đi lên tỉnh, xong rồi bị ảnh hưởng bởi những cái văn hóa ở trên thành phố, ở trên tỉnh ấy. Thế là về là quên hết đi những cái gì gọi là mộc mạc chân quê. Mà bản thân Nguyễn Bính là một nhà thơ mà cả cuộc đời của mình tìm về với chân quê, đúng không ạ? Chúng ta đều biết điều này. Cả cuộc đời của mình đều tìm về với chân quê, tìm về những cái điều giản đơn, giản dị nhất. Và chúng ta thấy rằng là đó cũng là một cái trạng thái cảm xúc, tâm trạng bình thường của Nguyễn Bính. Nguyễn Bính mong muốn là người yêu của mình, cái người mình thầm thương trộm nhớ ấy, sẽ được giữ được những cái vẻ đẹp giản dị nhất, hồn hậu nhất, chân quê nhất, được không nào? Nha. Thì đây là một cái bài thơ rất là hay của nhà thơ Nguyễn Bính, một trong số những tác giả rất nổi tiếng của phong trào thơ mới, cũng được coi là một trong những người nghệ sĩ mà cả cuộc đời của mình đi về những nẻo của chân quê, được không ạ? Nhá. Các bạn ơi, rồi ok, ngày hôm nay chúng mình sẽ tạm dừng phần phát trực tiếp tại đây. Và sớm thôi, chị sẽ sớm quay trở lại cùng với các bạn thôi. Và hy vọng rằng là các em vẫn sẽ dành tình cảm của mình dành cho chị, được không ạ? Còn bây giờ thì các bạn sẽ đi ngủ sớm đi, để ngày mai chúng ta lại tiếp tục một ngày mới thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều năng lượng. Và chị chúc cho các bạn sẽ ngủ thật là ngon và sẽ có một buổi tối thật là vui vẻ nhá. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những buổi tối tiếp theo. Bye bye, chúc các bạn ngủ ngon nha.